Trong Phật giáo Việt Nam thì ăn cơm có khi niệm Phật Thích Ca buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều niệm Phật Di Đà. Và đặc biệt là cách niệm Phật này ở trong những truyền thống của những ngôi chùa Bắc Tông. Và bây giờ mình chỉ nói gọn, giải thích. Sẽ sau khi mà chúng ta bắt đầu buổi giảng hay bắt đầu cái chương trình họp được, chúng ta đi niệm Phật. Vì khi mà chúng ta bắt đầu một cái điều gì đó, chúng ta phải khởi niệm. Niệm là gì? Nhớ nghĩ. Và cái điều nhớ nghĩ đầu tiên nhất á, là chúng ta nên nhớ nghĩ đến Phật, gọi là niệm Phật. Còn mình nhớ nghĩ kinh thì gọi là niệm Pháp. Mình nhớ đến người thầy thì gọi là niệm Tăng. Mình nhớ đến giới luật mình phải giữ gọi là niệm giới. Mình nhớ tới cuộc đời vô thường cho nên bớt sự tranh cãi gọi là niệm vô thường. Chúng ta có tổng cộng là 10 niệm. Vì thì đa phần đầu tiên là chúng ta niệm Phật. Thì cái cơ bản của cái nghĩa niệm Phật là chúng ta đọc danh, xướng danh hiệu Phật. Để làm gì? Nếu nói về cái lý, nói về cái hình tướng, thì khi chúng ta bắt xướng câu niệm Phật lên là như một cái nguồn năng lực gom tất cả mọi sự ồn náo, mọi sự lo toan, mọi sự phân tâm trở về đây. Chẳng hạn như nãy giờ qua đây ngồi, có người thì còn đứng, có người còn đi, có người còn kéo ghế, có người còn nói chuyện. Nhưng nếu chúng ta xướng câu niệm Phật lên thì tự động các vị đó phải giảm âm thanh xuống, giảm mọi sự hành động nhẹ nhàng xuống để bắt đầu nhập tâm, nhập vào câu niệm Phật đó. Thành thử ra cái câu niệm Phật đó, nó có cái công năng thu nhiếp mọi tiếng ồn, mọi sự phân tâm, mọi sự lao xao bên ngoài, để mọi người cùng một niệm. Cho nên gọi là nhất niệm. Hồi nãy giờ mỗi người mỗi niệm. Người thì niệm, ê bà đâu sao chưa vô, người thì hỏi cái ghế tôi đâu rồi, người thì niệm này niệm kia. Nhưng khi mà tiếng niệm Phật khởi lên thì tất cả mọi cái niệm tưởng khác, mọi cái ý nghĩ khác họ gom về với mình, họ nhập về với mình. Đó là cái sự tướng. Vậy thì niệm Phật khi xướng lên có công năng như vậy, công năng thu nhiếp mọi lao sao, mọi cái hình tướng bên ngoài. Nhưng mà nếu nói về lý, chúng ta hãy trước khi chúng ta đi vào bất cứ một cái sự kiện nào, chúng ta phải khởi tâm niệm Phật, nghĩa là đem cái sự giác ngộ tỉnh thức đi vào trong cái việc đó, để cái việc đó nó giảm đi cái phần làm khổ mình hay là gây gỗ. Ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị đi vào buổi họp mà chúng ta có niệm Phật thì chúng ta đỡ đi cái phần gây gỗ. Mới niệm Phật tức thì đấy mà, may là niệm đó nha, mà thỉnh thoảng họp còn gây. Nếu huống chi là không niệm, phải không? Cho nên niệm. Vậy tại sao không niệm Phật nào, niệm Phật Thích Ca? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị thầy ở cõi Ta Bà này. Nói đơn giản là vị giáo chủ, người khai sáng là đạo Phật tại trái đất của chúng ta. Cho nên dù chúng ta có học kinh Di Đà, học bất cứ kinh gì, thì chúng ta khởi niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca trước, để nói lên lòng tri ân của mình. Bởi vì Ngài là người thuyết kinh cho mình nghe, Ngài là người giới thiệu Phật Di Đà với mình. Nếu không có Ngài giới thiệu, mình không biết Phật Di Đà là ai. Nếu không có Ngài giới thiệu, mình cũng chẳng biết Phật Dược Sư là ai. Vì thủy chung hai vị Phật đó không có mặt trên thế giới này, hai vị Phật đó không có mặt ở trong loài người chúng ta. Cho nên Phật Di Đà không có ngày sinh nhật, Phật Dược Sư không có ngày sinh nhật. Còn ngày nay mình tổ chức lễ 17 tháng 11 và sinh nhật Phật Di Đà đó, là mình mượn sinh nhật của một ông tổ. Ông tổ đó tên là Vĩnh Minh. Vị tổ đó là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Và cái hành trạng của vị tổ đó mà người ta nghĩ rằng chắc đây là vị Phật Di Đà tái sinh. Cho nên người ta lấy cái ngày sinh nhật của tổ Vĩnh Minh làm ngày sinh nhật, làm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Cho nên hồi trưa Pháp Hòa nói, nhiều khi mình tổ chức Pháp hội kỷ niệm Phật Di Đà 17 tháng 11, nhưng nếu người ta đặt một câu hỏi với mình, Phật Di Đà không có mặt trên trái đất này, vậy thì sanh hồi nào mà có ngày đáng sanh mà ngày nay quý vị tổ chức ngày 17 tháng 11? Mình hành Pháp mà không biết Pháp. Cho nên hồi nào trưa mình học đó,
Tổng trì là vậy đó, phải không? Trì tất cả pháp mà phải hiểu tất cả, nghĩa làm pháp nào hiểu pháp đó. Thì như vậy chúng ta niệm Phật Thích Ca để tri ân vì Ngài là người giới thiệu các chư Phật, các Bồ Tát cho mình. Và đồng thời khi mình niệm như vậy, nó có một cái năng lực đi vào trong tâm mình tĩnh lặng. Cái đó gọi là gia bị. Gia bị là nói một cách khác là gia hộ đó. Nhưng mà chữ gia là gì? Di gia này là gia trì, gia hộ. Chữ bị là chu đáo, hoàn hảo, tốt đẹp. Cho nên nó chuẩn bị. Đi đâu phải chuẩn bị, nghĩa là có chuẩn bị một cách chu đáo. Cái gì có sự chu đáo, cái đó gọi là bị. Cho nên gọi là cầu Phật gia bị. Nhưng mà cầu Phật gia bị nó có hai loại bị. Bị ni lông và bị cứng không? Không. Gia bị là gì? Gia bị nó có hai loại. Một là hiển gia. Hiển gia là gì? Là mình có thể thấy được cái sự gia hộ đó. Trong kinh ví dụ á, một vị pháp sư có sự gia bị của Phật mà mình thấy là vì vị pháp sư đó lên pháp tòa ba nghiệp thanh tịnh và đủ năng lực để tuyên thuyết chánh pháp. Thấy rõ điều đó. Và một cái người xuất gia tu hành, hồi mới cạo đầu nhìn mặt dữ lắm, sau tu một thời gian tự nhiên người đó hiền nền nét ra. Như vậy trong khi họ tu đó, cho nên nhà Phật gọi dùng cái từ là huân tu, nghĩa là trong khi họ tu họ có sự thu nhiếp. Họ thí dụ bây giờ hồi xưa họ gặp ai họ cũng liếc hết đó. Giờ tu rồi liếc mất oai nghi, không dám liếc nữa. Lúc nào ăn cơm nhìn xuống, đi đâu nhìn xuống, mắt bắt đầu thuần lại. Hồi xưa tai họ hay dày lắm, giờ dày không à, phải không? Thì bây giờ cái tai họ nó thuần lại. Hồi xưa họ đi nghinh ngang lắm, giờ họ đi khép nép. Như vậy có gia bị không? Mà mình có thể thấy được sự thay đổi nơi họ không? Thấy, cái đó gọi là hiển gia. Chữ hiển là lộ ra, mình thấy được. Hồi đó người đó thô tháo lắm, giờ người đó rất là điềm đạm. Hồi đó người đó cọc cằn lắm, bây giờ cằn lắm họ mới cọc. Chứ không có dễ cọc cằn như ngày xưa. Đó là hiển gia, tức là giáo pháp Phật có sự gia hộ cho họ. Chữ gia hộ ở đây có nghĩa là trong họ đi ngủ cái là Phật tới, Phật massage cho họ hay Phật làm gì. Nhưng mà cái đó có một cái năng lực gia trì của Phật, từ bi của Phật mà mình thấy rõ, gọi là hiển gia. Nhưng có những cái mình không thể thấy, cái đó gọi là minh gia. Chữ minh này là gì? Là mờ, không thấy. Mờ mà không thấy. Nhưng mà có nhưng mà có. Bây giờ phóng vào ví dụ. Có những người người ta đến với mình, người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ mình, thấy rõ những hành động giúp đỡ của họ, thì cái đó gọi là cái gì gia? Hiển gia. Nhưng có những người mình quen với họ, mình làm bạn với họ, nhưng mình biết cái tánh họ tự ái, họ không thích mình tới trực tiếp mà offer cái sự giúp đỡ mình đâu. Thôi mình nhẹ nhàng, mình nhẹ nhàng mình giúp họ đi. Trong cái âm thầm, trong cái lặng lẽ mình giúp. Mình biết á, là họ đang cần cái đó, mình làm sao đó để mình đưa cái đó đến cho họ. Cái đó gọi là minh gia. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ khác ứng dụng trong sự tu tập nha. Mình biết Pháp Hòa cái câu chuyện này là có một hai vợ chồng. Thì cái cô Phật tử này cũng tu hành, cũng tinh tấn đó. Tối nào cũng tụng kinh hết. Mà hễ mà cổ mở cái tủ ra, cổ lấy cái bật lửa cổ thắp nhang, mà cái bật lửa hết ga đó, là cổ giục cái hồ quẹt cái bóp nóng tắt. Nghĩa là cái thói quen, chứ là ý của cổ là cổ bắt buộc rằng lúc nào cái bật lửa trong nhà cổ cũng phải hết, mà cổ xài mà cổ không chịu chăm.
con không chịu mua, mà cứ cũng nghĩ là chồng mình lấy hột quẹt mồi thuốc, con mình lấy xài rồi xài hết của mình mà không lo chăm lại cho mình. Cho nên mỗi lần cũng bật cái bật lửa mà không có cái cô dục. Cô dục của riết cái ông chồng thấy nó cũng kỳ, trời, mặc cái áo tràng cầm cây nhang mà dục cái hột quẹt bơm bớt vậy đó. Cái là ổng mới âm thầm, hễ lâu lâu ông kéo cái tủ ra ông bật thử hết cho ông chăm cái khác vô. Từ đó về sau bà vợ bà không có nổi nóng nữa. Bữa đó bà tới chơi ông mới kể, ông mới nói con thầy tuy con không tu nhưng mà con trợ duyên cho vợ con tu. Mỗi lần bà bật lửa mà bà không có thấy cái gas còn là bà dục, cho nên giờ con làm chuyện thôi, con không đốt nhang nhưng mà con đưa hột quẹt. Rõ ràng là ông này có minh gia không? Bà đâu có thấy, bà đâu có thấy mà minh gia. Rồi có những người, người ta muốn nhờ mình việc đó nhưng mà người ta có cái tánh tự ái không muốn nhờ. Thôi mình biết rồi, mình âm thầm mình giúp nó cho rồi. Nhất là cha mẹ làm những điều đó cho con mình nhiều lắm. Cái điều đó là minh gia đó. Như vậy gia hộ nó có hai loại: hiển gia và minh gia. Và khi mình tu tập đó, nó trong cái tâm niệm mình làm đạo đó, mình sẽ cảm nhận được sự gia hộ một cách rất mầu nhiệm. Mà mấy chục năm riêng bản thân Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng thấy rõ ràng có Phật gia hộ trong cái hiển hay là cái minh. Đưa một cái ví dụ, hồi đó khi mà chùa Trúc Lâm đang xây dựng thì đưa cái bản vẽ lên lót thảm đó, thì lót thảm có 10.000 thôi, lót hết cái chánh điện 10.000. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ trời, lót thảm là nó dơ dữ lắm, rồi mình thắp nhang nó rớt nó cháy, rồi mùa đông ở cái xứ mình mà đi tới đi lui mà cái tấm thảm là rất là dơ. Cho nên Pháp Hòa muốn lót cái hardwood floor, mà đưa cái giá ra là hardwood floor là 120.000. Quý vị nó trên là đâu, trời ơi, cả tuần lễ 10 ngày mình không biết làm sao giải quyết cái chuyện này, mà chứ trong lòng không muốn lót thảm, nhưng mà giờ không muốn, nhưng mà cũng có cho mình một cái đáp án, chắc cuối cùng cũng phải chịu quá, thê thảm một chút. Lót thảm. Bữa đó đang xúc tuyết, có cái chú Phật tử chú đi ngang, chú hỏi thầy chùa xây xong chưa. Nói dạ cũng đang làm, mà giờ nó đang khựng lại ở cái chỗ là lót sàn gỗ chùa đây. Chùa thì muốn lót gỗ mà không có tiền, mà lót thảm thì dơ mình không muốn làm. Chú nói đâu thầy dẫn con vô. Dẫn vô cái chừng đó mình mới biết ổng là ông thợ lót gỗ sàn nhà. Ổng nói để con lo. Cuối cùng ổng lót hết cái chùa đó, mình chỉ trả cái tiền gỗ thôi, 50.000. Chẳng những vậy, Pháp Hòa là bị allergy bụi nặng lắm. Ổng biết được chuyện đó mà cái phòng Pháp Hòa là đã lót thảm rồi, ổng tự động ổng vô ổng lột thảm luôn. Ổng sợ mình không cho, vì thấy mất công, tự ý ổng lột lên. Ổng nói nghe nói thầy bị allergy bụi, cho nên bây giờ dư hai bó gỗ, còn mua thêm bó nữa làm đủ phòng thầy 3 bó. Cái đó là gì? Đó là minh gia. Mà trong cái minh gia nó lại hiển gia. Mà suốt trong thời gian xây Trúc Lâm, làm Tây Thiên, thậm chí xây nhà dưỡng lão, xưa giờ làm gì có nhà thầu mà cho mình mượn tiền. Nhà thầu là có tiền thì họ thầu họ làm, không tiền họ dừng công trình lại. Xây cái nhà dưỡng lão 32 triệu mà bây giờ chính phủ mới cho có 8.5 triệu. Rồi mình đi vận động thế này thế kia, mượn Phật tử vô, vẫn còn thiếu 18 triệu. Cuối cùng quý vị biết, nhà thầu nói thôi để tôi bỏ tiền ra tôi làm cho xong, khi nào chùa mượn được ngân hàng chùa trả tôi sao. Mà lúc đó quý vị đi mượn ngân hàng họ đâu có cho, tại vì mình đâu có một cái income, cái apartment, một cái building shopping. Họ cho mượn dễ dàng lắm, tại họ không trả, họ lấy cái đó họ bán được. Bây giờ cái nhà dưỡng lão bán cho ai? Họ không có một cái gì mà có thể nắm trong tay chắc hết. Mượn ngân hàng không được. Bữa nọ thầy viện chủ đi khai thuế, gặp cái ông kia, ông hỏi ủa master xây nhà dưỡng lão xong chưa.
Master nói trời ơi tôi rầu quá, làm mà ngân hàng chợ chưa cho mượn tiền. Vậy hả, để tôi dẫn đi mượn. Dẫn vô ngân hàng chấp nhận cho mượn 18 triệu. Sau khi công trình hoàn tất, do nhà thầu đổ tiền ra xây cho mình trước. Thật ra công trình mình phải xong, không xong thì hư hao và xứ lạnh nữa. Đó, cho nên Pháp Hòa nói như vậy không có phải là khoe khoang gì, nhưng ở đây để đại chúng cảm nhận. Để làm chi? Để mình vui. Và mình thấy rằng nếu mình thật tâm, mình hành đạo, mình phụng sự Tam Bảo, mình làm bằng tất cả lòng của mình, đừng lo không có sự gia hộ. Bất quá là minh hay hiển thôi, phải không? Thí dụ bây giờ mình đang có một cơn giận nè, mình đang một cơn giận nè, ai đó đến lại vuốt ve mình, dẫn mình ra ngoài khỏi cái chỗ cơn giận đó, người đó là hiển gia đó. Nhưng mà mình đang giận quá, mình say qua mình thấy một cái người kia họ té một cái rầm, họ bệnh, chờ giật mình vô thường tấn tốc, giận hờn làm chi, phải không? Thì tự nhiên cái đó nó giúp cho mình tỉnh ngộ, cũng là sự gia hộ, nhưng mà minh gia, không, nó không phải trực tiếp cho mình, nhưng mà trong cái âm thầm nó tỉnh thức mình. Còn nếu nói trên Phật giáo mà cái quả chứng đó là duyên giác, cái duyên cho mình giác ngộ. Cho nên những cái gì trong cuộc đời này mà nó đủ công năng, dù vui dù buồn, dù khổ dù sướng, mà nó làm cho mình tỉnh thức, nó đều là duyên giác hết. Cái duyên để giác ngộ, mà người duyên giác ngộ đó có ai dạy mình không? Có ai giảng thuyết cho mình nghe không? Cái đó là duyên giác, phải không? Mà quả chứng của nó gọi là độc giác. Độc giác là tự mình giác. Độc giác tiếng Phạn là bích chi. Cho nên quý vị chưa thấy bích chi Phật. Bích chi Phật được dịch là độc giác. Độc giác cũng có nghĩa là duyên giác. À, cho nên cô Kiều á, cô Thúy Kiều á, khi mà cổ ba chìm bảy nổi, cổ đau khổ, cổ đi tu, thì lúc đó cổ được pháp danh là giác duyên. Giác duyên là gì? Cái duyên cho cô giác ngộ. Cô đẹp, nhưng mà nếu cuộc đời cô không khổ, chắc gì cô tìm đường cô đi tu. À, cho nên cuộc đời này nhiều khi khổ để cho mình tu đó, thì cái đó gọi là khổ là duyên để tu hành. Vì vậy cho nên người mà sống được như vậy đó, mình thấy được như vậy đó, thì khi mà giúp cho mình thấu đáo được một cái gì trong cuộc sống, cũng đều là cái duyên giác cho mình hết, và cũng đều là Phật gia hộ cho mình hết. Chữ Phật đây không có tin dị đoan nha, đó nghĩa là có sự giác ngộ trong âm thầm lặng lẽ tỉnh thức cho mình. Cho nên mình cảm nhận ra được cái gì, mình làm cái niềm vui phấn tấn trên cuộc sống. Bao nhiêu khổ lụy rồi cũng qua, bao nhiêu thăng trầm rồi cũng sống. Mình không đủ khả năng làm cho dừng cơn sóng, nhưng mình đủ khả năng để làm gì? Để lướt, để nhồi chung với những cơn sóng đó, rồi cuối cùng sóng cũng tấp mình vô bờ. Cho nên không có cần phải biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa giải thích thêm, để tại sao khi chúng ta làm việc gì chúng ta cũng niệm Phật. Trên hình tướng Phật hiệu có công năng thu nhiếp, cũng như tiếng chuông thôi. Mọi người đang lao sao đang ngồi, thỉnh một tiếng chuông lên, tự nhiên họ lắng xuống. Dù sau đó họ tiếp tục họ nói, nhưng mà ít nhất trong giây phút đó nó cũng tỉnh thức được họ. Và những người ý thức cao hơn, thượng căn hơn, họ nói tiếng chuông biểu mình im lặng đó, thôi sao tiếng chuông này không nói nữa. Những người nhận thức cao đến đó gọi là thượng căn. Còn những người nào vừa xong tiếng chuông nín, nhưng mà nín xong nói tiếp trung căn. Còn hạ căn là những người chuông thì chuông, nói thì nói. Có không? Có những trường hợp mình ở trong một cái chốn mà người ta kêu im mà vẫn nói. À, người ta nói kêu gọi im lặng vẫn nói lao sao, đây là hạ căn. Cho nên á, không có lạ gì, không có phân biệt trung căn, hạ căn, thượng căn. Nhưng ở đây nói cái trình độ nhận thức, ý thức của mình. Ý thức của mình, nếu người ý thức thượng căn nữa ha, bước vô chỗ tôn nghiêm không làm ồn náo, bước vô buổi pháp thoại tự động tắt phone, không chờ người ta gọi. Dạ, người ta đã nhắc tắt phone rồi mà một lát vẫn nghe tiếng chuông đó,
Hỏi làm sao vậy? Dạ tôi tắt lộn nút. Chỗ tắt tôi mắc, tôi bấm chỗ, tôi bấm vô một cái, thường thường điện thoại mà đang reo mình bấm vô một cái là nó ngưng, nhưng đâu có nghĩa là nó off. Cũng giống mình thôi, nó im thì mình im, xoay qua nói nữa. Mình không biết off, mà con người mình hình như là không có nút off. Ngày đêm sáng tối gì cũng on nè. Nguyên ngày mệt vậy đó nha, từ 5 giờ sáng tới giờ đó, mặn lát vô ngủ cũng on tiếp. Hỏi sao vậy? Ngủ không được. Ngủ không được thì nằm cho người ta ngủ. Mình nằm đó mình nghe những tiếng chim hót của cõi cực lạc được không? Một lát mình sẽ vô nghe chim ca lăng tần già, bạch hạc khổng tước, tất cả các giống chim cùng đua nhau tấu. Nhưng mà ở đó mình nhận ra được, mình nằm đó mình không ngủ được, mình nghe tất cả mọi tiếng nhưng tâm mình vẫn nhất tâm niệm Phật vào ra. Cho nên Kinh Di Đà nói các giống chim đó tấu lên đủ khả năng làm cho người nghe niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng ồn gì là tiếng ồn? Hay là nói một cách khác là tất cả những âm thanh nào nếu mình đủ chánh niệm mình đều nhận thức ra nó là pháp âm hết. Đang diễn thiết ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo hết. Cho nên Kinh Di Đà nói hay lắm, nhưng mà nói cực lạc, nhưng mà thiệt sự ra không có cõi nào hết ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống. Nhưng mà thật sự có cực lạc không? Có, nó chỉ tương đồng với những người sống được với cực lạc. Mình sống được với cực lạc thì chừng đó cực lạc mới khó với mình. Cũng giống như mình ăn được cơm thì người ta đưa cơm ra là biết ăn liền, còn mình không ăn được cơm người ta đưa ra ngồi ngó thôi. Giống như mình, quý vị có nhiều vị không biết ăn đồ mễ, mặc dù con mình đi vô những tiệm bán thức ăn mễ rất ngon đem về, thôi con ăn đi má, không có tương đồng, phải không? Ngửi cũng không được chứ đừng nói ăn. Cho nên rõ ràng có đồ mễ không? Có. Mà tại sao mình không ăn được? Tại mình không biết ăn. Vậy thì địa ngục có không? Có. Mà có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Cho nên địa ngục được dịch nghĩa là gì? Địa ngục có hai nghĩa. Một là hữu, hai là vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với người cùng tâm của địa ngục. Vô là vô với ai? Vô với người không có tâm địa ngục. Hai nghĩa phải không? Địa ngục thêm hai nghĩa nữa là khả yểm, khả cụ. Khả yểm là đáng chán, khả cụ là đáng sợ. Sợ địa ngục không? Chán chảnh địa ngục không? Nhờ có sợ địa ngục, có chán địa ngục, cho nên mới khởi tâm thoát ly. Cho nên tại sao các vị Phật Bồ Tát xuống địa ngục cứu người ta? Tại vì họ khổ rồi, chừng đó mình thuyết giáo cho họ nghe, họ mới nhận được rằng I don't want anymore here. Khởi tâm lên. Cho nên Ngài Địa Tạng á, Ngài làm cái việc ở dưới đó đó. Rồi nhiều khi Pháp Hòa chọc mà nói, cuối cùng mà nghĩ tới nghĩ lui tu Phật sướng chứ. Bệnh Phật Dược Sư lo, khổ Quan Âm lo, chết Di Đà lo, lỡ xuống dưới Địa Tạng lo. Trời ơi, các vị chia nhau trấn hết trơn rồi, các ngài chia nhau trấn hết trơn rồi, cho nên dạy gì không tu. Lỡ tu lơ mơ mà rốt xuống dưới thì có ngài Địa Tạng. Tu khấm khá lên trển có ngài Di Đà, không? Mà bất quá lọt xuống dưới thì ngài Địa Tạng hơi cực một chút, ngài phải giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Còn nếu mình tu mà khá một chút thì gì? Lên cõi cực lạc thì Quan Âm thì cầm nhành liễu rước, Thế Chí thì cầm đài sen, chư thiên thì trỗi nhạc, Di Đà rước vào. Đến cửa Tây Phương, chư thanh trôi nhạc rước vào, rước rước vào. Ôi Tây Phương vui thay, ôi Tây Phương vui thay. Rồi lại ở chi nơi đây, nờ trần vấn vương, nờ trần vấn vương. Sơn tinh thủy tinh đó. Nhưng bây giờ sơn tinh thủy tinh được chuyển hóa bằng gì? Đến cảnh Tây Phương. Đến cảnh bài nhạc đó, quý vị có biết bài đó không? Bài đó hay lắm, có dịp học đi. Nếu muốn Pháp Hòa đọc cho quý vị chép là để lâu lâu hát trong đạo tràng cho vui. Bài đó là bài Sơn Tinh Thủy Tinh. Mấy chục năm về trước các vị đã chuyển cái bài đó, kêu là nhạc mặn lời chay. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa xin giải thích như vậy.
Rồi sau khi niệm Phật rồi, xong một buổi ăn rồi chúng ta cũng hồi hướng, nghe pháp rồi chúng ta cũng hồi hướng. Tại sao phải hồi hướng? Mà hướng, trước khi hướng phải hồi. Mình muốn làm gì cho ai mình phải hồi chứ. Nên là tôi muốn chở 5 bác đi chùa mà quên xe mình có 2 chỗ ngồi. Như vậy hướng thì có mà hồi thì không. Hiểu ý không? Cho nên cuối cùng á, làm việc gì cuối đời hãy hồi lại mình, hãy nhìn lại mình, không phải cuối đời mà mỗi ngày. Cho nên tối á, ngủ phải nhắm mắt. Nhắm mắt là để gì? Hồi lại mình, suy diễn lại một ngày qua mình sống như thế nào, để ngày mai mình mở mắt trở lại. Sáng mình mở mắt ra mình phải sống như thế nào, để tối mình nhắm mắt mình không thèm. Cho nên con người mình có 2 việc thôi, mở mắt và nhắm mắt. Nhưng cả một quá trình tu tập, người ta cũng mở mắt và nhắm mắt, nhưng trong quên lãng, trong vô tâm. Người có tu thì khác ạ. Người có tu thì khác ạ. Mở mắt bằng cả chánh niệm, mở mắt, ngủ thức dậy mỉm cười, tuyên bố với mình 24 giờ phải tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô ngần, dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Lại bật đèn, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Đưa đôi dép đi, đọc sáng, trưa, chiều và tối, mọi người hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cho nên quý vị học thuộc mấy cái bài kệ đó, từ mở mắt cho tới nhắm mắt, đâu có rời chánh niệm đâu, đâu có rời chánh niệm đâu. Đánh răng, có kệ đánh răng, súc miệng và đánh răng, hay là đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Làm việc gì có bài kinh đó, để chi? Để giữ mình trong chánh niệm. Vậy thì một trong những phương pháp giúp cho mình sống với chánh niệm là thuộc những bài kệ. Thuộc để làm gì? Để mình đọc. Đọc để làm gì? Đọc để hồi. Đọc để hồi và thấy mình. Xong rồi mình có chắp tay mình nói, mình nguyện cho ai đó, thì mình đủ công năng mình nguyện. Cho nên đó, tại sao trong nhà Phật á, mấy cái bài kệ á, nếu mà đọc nguyên văn chữ Hán á, cái gì cũng đương nguyện chúng sanh hết. Đi tiểu đi tiêu á, nếu mà nguyên văn chữ Hán là đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Rồi đọc thêm câu chú án ngận lỗ đà gia số 2. Cho nên tất cả nó đều có cái phương pháp. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Mà muốn hồi thì phải có gì mới hồi được chứ. Muốn mời khách ăn cơm mà nhà không có cơm, vậy thì muốn hồi hướng cho người ta, mình phải có vốn. Cho nên ăn cơm, im lặng, chánh niệm, ghi ơn, biết ơn. Sau đó hồi hướng gì? Hồi hướng cho người nấu, hồi hướng cho những người thiếu cơ may, không có được bữa ăn này. Cho nên khi hồi hướng đó, đừng có đọc cho nó có bài đọc. Ăn một bữa cơm ngon thì phải nhớ hiện giây phút này có những người không có ăn. Và những người có thi, có những người cũng có ăn, nhưng mà chưa đủ may mắn có được ngon như mình. Cho nên có nhiều cái bài kệ nó thiết thực lắm. Cầm cái tô không lên, tay cầm chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Dễ không? Quá dễ. Tu không có khó. Có quan trọng là chịu tu không? Muốn tu không? Thích tu không? Là tu. Tu không có khó, mà quan trọng là mình. Thích về không? Và chịu về không? Mà thích, mà muốn, mà chịu thì nhất định Tây Phương sẽ có mặt. Tại khi mình thích Tây Phương thì mình sẽ sống với cái đời sống của Tây Phương, của cực lạc. Thì khi đời sống hiện tại tương đồng thì cõi cực lạc không có xa.
Cực Lạc, cái bài kể đó, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, như ngàn sông về biển lớn, như trăng lặn không lìa trời. Trăng mình có nói lặn hết trăng, nhưng đâu có rời trời đâu. Trăng lặn không lìa trời, tuy âm dương nó vậy đó, sống chết vậy đó, nhưng mà âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cha mình chết, mẹ mình chết, ông bà mình chết, nhưng họ đang luôn lưu trong mình. Dòng máu của ông bà đang ở trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta sống an lạc là ông bà đang an lạc ở nơi mình. Như vậy âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Chỉ cần một câu niệm Phật thôi, niệm Phật cầu siêu độ. Học được như vậy đó, tu được như vậy, quý vị không có thấy khó. Cho nên đừng hỏi là, hỏi tu có khó không? Khó mà không khó. Khó với ai? Khó với người không thích tu. Dễ là dễ với ai? Dễ với người chịu tu. Hỏi ăn cơm có khó không? Dạ, con thích cơm cho nên cơm gì con cũng ăn hết. Cơm nguội cũng được, cơm chiên cũng được, cơm trắng cũng được. Còn con không thích ăn cơm, đưa cơm gì con cũng chê. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tu không khó, vì người thích tu không khó. Cũng giống như nấu ăn không có khổ, người thích nấu ăn rất hạnh phúc. Tại vì thích nấu ăn. Còn người không thích nấu ăn mà cứ đẩy vô bếp thì nấu ăn là một cực hình. Giờ các vị mới hỏi, sao thầy ăn gì cũng khen ngon vậy? Có dị bụng không? Không, bụng của em biết. Em ăn ngon, em nói ngon. Là tại Pháp Hòa thấy ai nấu cách nào cũng có cái ngon của người ta. Cái ngon theo cái người ta. Và mình hôm nay được thưởng thức kiểu này để mình thêm được một hương vị. Chứ nếu bác nấu giống bác kia, vậy cuộc đời mình không có gì thay đổi hết. Suốt mãi mãi là giống. Hiểu ý không? Cho nên lúc Hòa Thượng Hoàng Nhất á, Tổ Hoàng Nhất là một vị tổ hoàng lục rất nổi tiếng thời cận đại Trung Hoa. Thì khách tới, có một ông quan tới thăm ngài. Ngài mới mời ăn cơm mà trên bàn cơm chỉ có củ cải mặn thôi. Thì ăn xong cái ông quan cũng ráng ăn lắm. Bị quan thì ăn ngon mà. Bữa nay ngồi ăn cơm với Hòa Thượng mà ăn củ cải muối không. Ăn xong cái mới, sao Hòa Thượng tu hành mà khổ thế. Cái Hòa Thượng Hoàng Nhất mới rót cho ông ly nước lọc. Vì nó mặn á, nó mặn xong rồi uống ly nước lọc thì sao? Ngon. Ông mới nói, củ cải muối nó có cái ngon của củ cải muối, nước lọc nó ngon của nước lọc. Tại vì ông không có thưởng thức được. Bình thường cao lương mỹ vị nhiều, cho nên ông không thấy ly nước lọc này nó quý. Có những lúc ông ăn miếng mặn thì lúc đó mình uống miếng nước lọc, mình thấy nước lọc thì nó ngon quá trời. Có phải không? Cũng giống như lỡ mình uống một ngậm một miếng nước muối rồi, một lát mình nhả ra mà uống thấm môi một chút nước lọc thôi, tự nhiên nó mình thấy cái nước lọc này nó ngon. Chứ bình thường mình đâu thấy nó giá trị. Quý vị thấy được cái chỗ này không? Cho nên tu hành không có khó. Quan trọng là chánh niệm nhận biết. Kinh Viên Giác gọi là tri. Tri là biết. Mà mình biết được rồi thì sống an lạc, sống hạnh phúc. Giờ trở lại câu trả lời. Nhà con có bàn thờ Phật, con vẫn dâng hoa hỏa trang nghiêm, nhưng buổi sáng con trì chú Đại Bi và lại Phật ở phòng khách, vì bàn Phật ở trên lầu và con cần mở tivi trì chú Đại Bi, như vậy có được không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Phật thì thờ trên lầu, nhưng mà tivi thì nằm ở dưới đất, ở dưới phòng khách. Cho nên muốn tụng kinh phải mở tivi tụng, mình tụng theo. Như vậy ở dưới này không có Phật mà Phật ở trên lầu, được không? Tại vì sao? Tại Phật nghe tiếng Phật tự đi xuống. Đơn giản thôi. Mình không chịu lên thì Phật đi xuống. Cuộc đời nó vậy thôi à. Giống như mình căng hai sợi dây, chứ dành nhau một sợi dây, nếu mà dành được sợi dây sẽ đứt, rốt cuộc mỗi người phân nửa. Thôi bây giờ dành không được, thả sợi dây ra đi. Người kia người ta có giành được sợi dây, ít nhất người ta cũng có nguyên sợi dây để người ta dùng. Cái quan trọng là giành một sợi dây, nhưng mà giành để làm gì? Cả hai có phân nữa. Nếu mình không được, nếu người cần hơn mình, thôi thả sợi dây đó ra,
để người ta có trọn một sợi dây để người ta dùng. Thánh Gandhi á, ông leo lên chiếc xe lửa, lỡ chân rớt một chiếc dép. Ông lên tới xong, ông lột chiếc dép thứ hai, ông đưa đầu ra cửa, ông quăng chiếc thứ hai lại ngay cái chỗ đó. Người ta nói ông này chắc hơi hơi, tự nhiên mất chiếc dép dục chiếc thứ hai. Thì đối với người tỉnh á, là ông sống sao? Sống điên đảo phải không? Nhưng mà thật sự ngài có điên đảo không? Ông nói tôi lọt một chiếc, tôi mất một chiếc, nghĩa là còn một chiếc làm sao tôi dùng. Ai đó lượm được chiếc kia cũng có một chiếc làm sao xài. Thôi thì bây giờ mình lột chiếc của mình dục lại để người ta có lượm được, người ta lượm nguyên đôi người ta xài. Vậy ngài có đảo điên không? Ai là điên đảo? Mình. Tại vì mình nghĩ mất một chiếc rồi, trời ơi, làm sao đây, phải không? Cho nên lỡ mất người kia không có sao, mình mất mà người kia có. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ ví dụ. Bây giờ á, mình tụng kinh ở dưới đất, Phật ở trên lầu, mình không lên thì Phật đi xuống. Trời ơi, Phật dễ hơn mình nhiều. Phật dễ hơn mình nhiều, chỉ có mình rắc rối thôi. Mà hơn nữa mà Phật còn có thần thông, tụng ở đâu Phật cũng nghe. Đó là mình nói chơi vậy đó. Chứ còn thật sự ra mình đã nguyện rồi, mười phương Phật mà, chỗ nào không có. Kính bạch Thầy, giải tâm từ là gì và cách giải tâm từ thế nào? Và dạ, không phải chữ giải, chữ giải này là giải, giải tỏa, giải kết, giải thoát. Rải tâm từ, rải ra, rải tâm từ. Đây là một pháp tu, đây là một pháp tu. Sáng nào ngủ dậy, chuyện đầu tiên là phải rải tâm từ. Rải làm sao? Rải cho mình trước. Mong cho con ngày hôm nay được bình an. Mong cho người thân của con hôm nay được bình an. Mong cho mọi người xung quanh con được bình an. Còn nếu như á, mà mình biết hôm nay mình sẽ vô tiệm nail mà mình sẽ gặp đối tượng, thì bạn nào mà mỗi ngày không tâm từ với mình rải cho họ trước. À, mong hôm nay tâm con được bình an. Mong hôm nay chị Tám của con cũng được bình an. Mà mình cầu được cho chị Tám á, bình an á, thì một lát mình lỡ vô chổng mà chị Tám không an, hồi nãy mình rải cho chị rồi, thì bây giờ mình sẽ được cái an để mình thu nhiếp chị Tám. Hiểu ý không? Thì cái đó là rải, rải tâm từ. Cái đó là một trong những pháp tu. Mà tâm từ là gì? Là tâm thương yêu mà không có phân biệt. Không phải rải kiểu này nha. Mong cho tất cả mọi người trong tiệm con được bình an, trừ bà Tám hay kiếm chuyện với con. Không có rải kiểu đó. Rải kiểu đó là có phân biệt. Quý vị biết có vụ hồi hướng không? Có cái bà đó, bà mời thầy tới tụng kinh. Thì thầy hồi hướng, thầy nói phổ cầu cho thân nhân bả xong hết. Thì thầy mới nói phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Tụng xong cái bà là bà khiêu thầy, thầy tụng có một chút mà thầy hồi hướng nhiều kiểu đó, chồng con sao hưởng được. Ông thầy mới nói không phải, mình phải có lòng từ bi, mình hồi hướng cho người thân mình phải pháp giới chúng sanh, công đức nó mới lớn. Ồ vậy hả thầy? Vậy thầy rải, ai rải? Trừ cái bà sát nhà con. Là thầy hồi hướng cho ai hồi hướng? Đừng hồi hướng cho cái bà ở nhà con. Cái này chưa phải tâm từ. Tâm từ là từ bi bình đẳng. Cái từ bi này á, trong ba pháp từ bi á, nó cái từ bi này gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ là lòng từ bi không phân biệt. Pháp Hòa có một vị sư bà ở Mỹ, Pháp Hòa biết á. Sư bà muốn xây một cái chùa mà nhiều năm quá làm chưa xong. Một ngày nọ có một chú đó đi đám tang của một người bạn, đưa linh về chùa, cho nên vị này đi theo. Trong khi ngồi tiếp xúc với sư bà thì ông được biết sư bà có tâm nguyện làm chùa, mà bản vẽ mọi thứ sư bà chưa có rành và làm chưa có đi tới đâu. Ông nói sư bà đưa bản vẽ cho ông. Và cuối cùng ông là người đứng ra giúp cho sư bà xây cái chùa đó. Quý vị biết cuối cùng ông là ai không?
một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Vậy thì cái ông này là gì? Vô duyên tự. Nghĩa là từ bi không cần phải phân biệt tôn giáo, đức tin. Người ta cần giúp là cứ giúp, chứ không phân biệt. Còn thí dụ như mình cầm tiền mà đi cúng dường, xin lỗi, đi bố thí mà nhà nào đậu chúa không cho là không được nha. Phật chúa người ta nghèo khổ do phải giống nhau. Còn nhìn nhà nào có bàn thờ cái đèn đỏ đỏ mới vô cho, còn nhà nào đỡ thánh giáo cho, đó không được. Đó không phải là vô duyên tự. Hiểu ý không? Cho nên mình có đi tới một cái đám tang, người bạn mình là Phật giáo, nhưng mình chấp tay mình đọc kinh thánh cũng không sao hết. Ngược lại, người đó là chuối, mình đọc một câu niệm Phật cũng không sao hết. Tại vì lời kinh thánh hay câu niệm Phật trong lúc đó chỉ là một phương tiện, nhưng mà nó là phương tiện để nó bắt nguồn của lòng từ tình thương giữa con người và con người, chứ không phải vấn đề từ ngữ ở đó nữa. Lúc đó người chết cần năng lượng lòng từ bi, tình thương, chứ không phải là ngôn ngữ. Nhưng mà bây giờ mình đạo chúa, mình đâu có biết kinh Phật là gì, thì mình đọc kinh chúa, nhưng mà nó xuất phát từ tình thương. Cái tình thương đó mới là quan trọng, nó mới là năng lực. Bây giờ ví dụ như quý vị đang té mà cần người đỡ, người khác tới đỡ, anh chúa hay Phật? Được hỏi câu đó không? Hay là nói tôi không khe, ai cứu được tôi, đúng không? Cho nên Pháp Hòa đi tới rất nhiều nhà Phật tử nha. Pháp Hòa vẫn thấy những người đó để hình cha gì, cha Diệp. Pháp Hòa không hỏi, nhưng mà Pháp Hòa biết chắc gia đình này có bệnh. Ai bệnh, ai nạn gì đó, tại người ta tin là cha Diệp có khả năng cứu khổ. Thật ra theo Pháp Hòa nghĩ, cái người có đức tin, có cái niềm tôn kính vẫn hơn là sự phỉ báng. Mình phỉ báng là mình mất phước, mình tôn kính là mình được phước. Cứ đơn giản như vậy mà sống thôi, thì cái lòng từ bi mình nó đâu có mất gì đâu. Nhiều khi cuộc sống nó rất đơn giản, nhưng mà tại con người chúng ta không làm nó giản đơn, mình rắc rối vô cùng. Không phải là nói vậy rồi không được ăn ngon nha, nhưng mà có những lúc mình phải cầu kỳ mình làm. Nhưng những trường hợp mình thiếu gia vị, cứ nhẹ nhàng mà nấu theo cái có của mình, và người ăn cũng cứ nhẹ nhàng ăn cái người ta có. Như vậy mới là người biết sống. Đây chút xíu nữa ai hỏi chữ tùy duyên nè. Tùy duyên à, có một câu hỏi nè. Thưa Thầy, giảng cho chúng con hai chữ tùy duyên. Vì có nhiều người không thuận ý thì không tới chỗ đó nữa, họ dùng hai chữ tùy duyên. Tùy duyên không có phải tùy tiện dùng. Tại chữ duyên là gì? Duyên là điều kiện. Mà trước khi mình tùy duyên thì mình phải tạo duyên chứ. Mình không tạo duyên mà chuyện gì cũng tùy duyên là mình lười biếng. Mình không cố gắng, mình không nỗ lực. Cho nên thưa đại chúng là rải tâm từ là vậy đó. Có nhiều khi mình không cần theo bài bản gì hết đó. Cứ nói theo lòng của mình. Nhiều khi mình đâu có thuộc bài kinh ăn cơm gì đâu, nhưng giờ mình cứ mỗi bữa ăn mình cứ chắp tay, hay là mình thành tâm: hôm nay con được duyên có được một bữa cơm no đủ, con xin nguyện mọi người cũng trên thế gian này, ai đang thiếu thốn cũng được duyên lành như con, có một bữa cơm nó đủ. Nói theo cái tâm của mình. Quý vị mà nhờ Pháp Hòa chú nguyện tượng Phật, chú nguyện sâu chuỗi, Pháp Hòa nói theo tâm Pháp Hòa thôi, Hòa không có bài bản gì hết trơn. Đi vô thăm bệnh đâu cũng vậy, nói lúc đó lòng của mình như thế nào, nói như vậy. Cái giây phút đó tâm mình khởi lòng từ như thế nào, cái đó nó mới power. Còn quý vị mở ra đọc theo sách tâm nội mà phân, cái tâm mình bị chi phối bởi chữ nghĩa trong đó là mình thiếu đi cái concentrate rồi, cái định rồi đó. Nói theo cái tâm, cái đó gọi là rải tâm từ đó. Rồi trở lại chuyện tùy duyên. Trước khi chữ tùy duyên là mình tùy theo các duyên, nhưng mà mình phải tạo duyên. Chẳng hạn như nè, chùa tổ chức khóa tu 4 ngày. Hỏi chị có đi tu không? Không, tùy duyên đấy em.
Đi tới không? Tới không? Không. Tạo duyên là sao? Xin nghỉ làm 4 ngày. Nói với các con: ồ, mẹ sẽ đi tu trên chùa 4 ngày, mấy đứa thu xếp giùm mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ con xin nghỉ làm rồi, để nhà giữ mấy đứa nhỏ để cho mẹ đi, cho ba đi. Mà con xin không được, con xin được có 2 ngày thôi. Chừng đó mới tùy duyên. Ni mình lên mình nói: ni sư, tụi con muốn tu quá, ni sư tổ chức khóa tu cho con tu đi. Tùy duyên. Sư cô tùy duyên cho nên sư cô đâu có tổ chức. Mà sư cô tổ chức kêu mình đi tu, dạ tùy duyên cho nên mình không tu. Phải không? Tùy duyên không thể tùy tiện nói nếu chúng ta không tạo duyên. Nếu chúng ta không kết duyên. Kết duyên là sao? Tu 4 ngày, con không tu đủ 4 ngày, con tu 2 ngày thôi. Kết duyên. Tối nay là tối thứ 6, đông hơn tối hôm qua. Tại vì các anh chị mới đi làm về, không dự được khóa tu, chỉ buổi tối vô nghe pháp. Thì các vị gọi là kết duyên. Sao hồi lúc đám cưới không quên câu này? Quý vị hiểu không? Duyên là điều kiện. Nhưng mà điều kiện là phải do mình tạo chứ. Mình phải tạo điều kiện. Nói theo tiếng Việt Nam là tạo điều kiện. Còn nói theo Phật học là tạo duyên. Rồi phải kết duyên. Rồi khi mà duyên nó kết rồi là phải tích duyên. Tích duyên là gì? Quý cái duyên đó. Đây. Mình phải quý cái duyên với nhau đó. Pháp Hòa với ni sư trụ trì ở đây, nếu mà nói mà cái thời gian mà gặp mà quen từ lúc đó là năm tới này là đúng 20 năm. Tại vì theo lời sư kể là sư gặp Pháp Hòa năm 2004 ở tại San Diego. Lúc đó Pháp Hòa dẫn thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng bây giờ đó, đi thọ Sa Di ở Lộc Uyển trong cái giới đàn Lâm Tế 20 năm trước. Rồi có những thầy cùng một giới đàn với Pháp Hòa từ năm 94. Năm tới này là đủ 30 năm. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ cái duyên với nhau, tích cái duyên đó. Cho nên Pháp Hòa đi giảng ở đâu mà biết vị thầy đó, sư cô mà mình đã quen bây giờ đang ở chỗ đó, Pháp Hòa tới thăm. Pháp Hòa tới thăm để sao? Để mình giữ cái duyên lành với nhau, tích duyên. Cho nên thưa đại chúng á, mình muốn hủy duyên nhanh gọn lắm, nhưng mình muốn tạo duyên, muốn kết duyên, muốn tích duyên hiếm lắm. Cho nên gặp nhau làm bạn đạo đừng có hủy nó. Cũng giống như vậy nè, mình á, được cái duyên lành đi về chung một ngôi chùa làm công quả với nhau. Tại sao? Tại làm sao mà bao nhiêu chỗ mình không đi? Lẽ ra mình có quyền đi chơi nè, mình có quyền đi đánh bài, đi uống rượu vân vân, mà tại sao rồi mình cùng đi về một đạo tràng tu tập với nhau, làm công quả với nhau? Thì tất cả những cái lăng tăng gì nó khởi lên, biết rằng nó chỉ là những cái duyên của những đợt sống, nó không đủ công năng, nó đẩy ra bao nhiêu cái tình duyên, nghĩa duyên của mình với người đó là một đạo hữu với nhau. Cho nên gặp nhau đó, đẹp nhất và hay nhất gọi nhau bằng đạo hữu. Để chi? Nhắc nhở mình, anh là bạn đạo với tôi. Còn mình gọi chị, gọi thím, gọi anh, gọi đó, mình gọi từ theo thế gian cũng không sao. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ bị quên đi. Còn chúng ta giữ duyên với nhau bằng một danh từ đạo hữu. Đạo hữu với nhau. Cho nên các thầy cũng vậy. Có nhiều thầy thì đâu huynh đệ gì, nhưng Pháp Hòa ở cái vai lớn hơn, đời cũng như đạo, thì các vị thương quý gọi sư anh, sư huynh, mình gọi sư đệ, sư em. Đó là mình kết cái duyên lành với nhau trong Phật Pháp. Cho nên chữ tùy duyên á, đừng có sử dụng một cách tùy tiện, để rồi chú thấy rằng là chúng ta có cái vẻ như hơi sao, hơi buông xuôi cuộc sống. Cái gì cũng tùy duyên mà chúng ta không cố gắng. Mà quý vị cứ nhìn thử cái cuộc đời này á, một chúng gì mà chúng ta muốn thành tựu mà chúng ta không cố gắng chúng ta tạo, dễ gì nó thành.
Bây giờ quý vị bắt cái nồi nước lên, hỏi nấu gì đây, nấu canh chua. Sao không bỏ gì vô trơn? Dạ tùy duyên, nó chua lúc nào nó chua. Nếu mà nồi nước sôi đó mà dùng rau vô để chắc 10 ngày sau nó sẽ tự thành canh chua, không? Nhưng mình muốn có một nồi canh chua thì mình phải tạo duyên cho nó. Không có me thì nấu giấm, không giấm thì nấu chanh, thí dụ vậy. Không có ngò ôm, ngò gai thì nấu bằng rau cần dài lá. Tức là mình phải tạo mọi duyên để nó có cái ý như ý mình muốn. Vì vậy mới gọi là xuất gia gieo duyên. Vì đời này mình chưa thể là một người xuất gia trọn vẹn thì hãy gieo cái duyên xuất gia. Mà đã gieo cái duyên xuất gia 10 ngày, 5 ngày thì phải sống trọn với 5 ngày đó là một người xuất gia. Nghĩa là mặc đồ của một người xuất gia, là người đầu tu á, áo vạt hò, áo la hán, áo gì đó. Tóc đăng ni phải cạo, bây giờ không có cạo, nhá kéo 3 cái thôi. Thì tối mình cột nó lên, sáng mình chải cho nó tươm tất được rồi. Đã nó gieo duyên 10 ngày mà, đem thêm một lố ống cuốn. Tối nào cũng ngồi cuốn mình. Mình cũng gieo duyên xuất gia mà tối lại mình vẫn còn cầu duyên của đời. Không có gì tội lỗi, nhưng mà cái nghĩa của nó chưa trọn. Như quý vị đi xuất gia thôi, 10 ngày tu đó ráng bỏ thuốc lá, 5 ngày tu xuất gia đừng hút thuốc lá. Mặc dù bình thường mình hút thuốc lá, nhưng mình đã đi ghi danh mình tu xuất gia, ráng bỏ cho được nó 5 ngày. Để làm gì? Để mình gieo cái duyên. Đã là người tu, cuộc đời mình bỏ hết thì không để ràng buộc bởi một điếu thuốc. Nhưng mà có nhiều người lý luận lại, tôi cái gì cũng bỏ hết rồi, còn có điếu thuốc còn cũng cấm nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, đây Pháp Hòa chỉ nói cái ý nghĩa, cái gì gọi là gieo duyên. Cho nên hồi chiều này Pháp Hòa có chia sẻ với quý ni sư cái cách mà Pháp Hòa kết duyên với chư tăng, với hàng tăng bảo đó. Đời này mình tự thấy mình thiếu phước, không được sống chung với tăng chúng, không được đi tu có huynh có đệ, có những người chia sẻ với những mình lúc buồn vui. Phải nói cuộc đời của mình là một cái cuộc sống tu hành mà rất là đơn độc. Từ nhỏ đi tu cho đến giờ này mình hành đạo cũng vậy. Cho nên mình biết đó là một cái thiếu duyên của mình. Vì vậy mà khi mà tôn đức mà viên mãn thì dù Pháp Hòa quen không quen, không được đảnh lễ Pháp Hòa cũng chắp tay. Con nguyện kết duyên lành với Ngài, kết duyên với hàng tăng bạc, chứ tất cả chư tăng, chư ni, mình không có cần biết các vị tu hay không. Cứ gặp các vị cứ một cái cúi đầu xá chào. Cái quan trọng là mình giữ được cái duyên lành với tăng bảo chung, chứ không phải cá nhân của một người. Giây phút đó vị đó đang đại diện thôi. Giữ cái tâm đó, không bao giờ mình mất duyên với tăng bảo. Và khi làm bất cứ việc gì lấy tâm bảo. Cho nên quý vị nhìn tượng Quan Âm nha. Đức Quan Âm đội cái mão á. Mà tại sao trên mão Đức Quan Âm có một Đức Phật ngồi trên đó? Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi tạo tượng Quan Âm, vì cái hình Đức Quan Âm trên cái mão của Ngài, Đức Phật ngồi trên mão Đức Quan Âm tượng trưng cho hóa Phật, tượng trưng cho Phật. Mà Đức Quan Âm là hiện thân của ai? Hiện thân của Bồ Tát. Vậy thì trong khi mình hành Bồ Tát đạo, phải có ai để hướng dẫn tâm mình? Phật. Vì Phật là tỉnh thức giác ngộ, còn Bồ Tát đạo là hành động. Hành động mà thiếu Phật, hành động có thể sai quấy. Cho nên lời nói có chánh niệm, lời nói không đến nỗi sai quấy. Hành động có chánh niệm, hành động không đến nỗi sai quấy. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Cho nên Pháp Hòa cũng xin thưa như hồi đầu, hình Phật, tượng Phật nhất nhất đều có biểu tướng. Cái đó gọi là biểu tướng. Tại sao cờ Phật giáo có 5 màu? Rồi tại sao 5 màu trên dưới, xong rồi dưới còn làm 5 cái màu nhỏ? Người ta chế lá cờ như vậy, tất phải có ý trong đó. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 màu hào quang của Phật. 5 màu đó là tượng trưng cho 5 giới căn bản của nhà Phật.
Năm màu đó tượng trưng cho năm căn năm lực trên đường tu. Năm màu đó là tượng trưng cho năm châu. Nếu trên cuộc đời này năm châu này Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc mà giữ đúng năm điều đạo đức căn bản này, có phải là thế giới sẽ thanh bình hòa đồng không? Cho nên năm cái đó. Và còn tượng trưng cho nó dung nhiếp với nhau. Dung nhiếp với nhau là như thế nào? Một người trong nhà mà khổ, người xung quanh khổ theo. Một người trong nhà mà bệnh, cả nhà bệnh theo. Quý vị có tin không? Bữa nào vô trong tiệm một người mà nổi nóng thì cả tiệm sao? Ít nhiều cũng bị phỏng theo. Mà nếu mình không chánh niệm rớ một cái cô đang nóng đó nữa, phỏng tay. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất thật, một người chịu khổ thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, ngàn người chịu khổ cũng thấy thân mình nằm chật cả ngục. Vậy thì cái chữ chật cả ngục đó là gì? Khi một người đau khổ rồi thì nhìn đâu cũng khổ hết, ăn cũng khổ, ngồi cũng khổ. Người ta nói chuyện vui mà họ không vui được, người ta cười mà họ không cười được, người ta ăn ngon mà không ăn ngon được. Tại vì lòng mình đã khổ rồi thì sao? Chỗ nào mà không khổ? Có phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có trật. Một người chịu khổ thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, chỗ nào cũng địa ngục hết. Một người mà khổ thì nhiều người khổ theo. Bữa nào thầy trụ trì ông vui một cái coi trời cả chùa vui theo. Đó, thành thử ra quý vị hiểu được cái chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn nhận diện các duyên để chúng ta trân quý. Mà trân quý duyên gọi là tích duyên. Mà cái gì nó chưa có ráng tạo cho nó có lành nha. Chứ không phải mình chưa ghét ai ráng tạo cho mình ghét. Cũng là duyên, nhưng mà nghịch duyên, là nghiệp duyên, là chướng duyên, chứ không phải là thuận duyên, không phải thiện duyên. Duyên là điều kiện, tùy chánh niệm của anh tạo. Anh có chánh niệm thì anh tạo thuận duyên, thiện duyên. Không có chánh niệm thì nghịch duyên và chướng duyên. Cho nên cuối cùng rồi mình, tại sao mình tu mà gặp gì gặp chướng thì gọi là chướng duyên đó. Mình muốn làm việc lành mà tự nhiên có cái gì nó cản trở, nó không cho mình làm, chướng hết. Cho nên cố gắng mình nuôi cái thiện duyên với nhau. Cái câu này nó liên quan tới câu kế nè. Gần đây gặp bạn mới không tốt, tâm con lại không vững vàng nên đã làm nhiều điều sai trái, gây tổn thương cho những người bạn đồng tu quan tâm đến con. Con nghĩ mình đã tiêu mất nhiều phước, nay vô cùng ân hận. Kính xin Thầy chỉ cho con cách sám hối tội chướng tu tập để tích lũy công đức, và cách xin lỗi những người đã gây tổn, mà con đã gây tổn thương. Trước hết là mình nhận diện vị Phật tử này có tâm phục thiện, gọi là tâm tàm quý. Mà tâm tàm quý là một trong những tâm sở thiện. Đức Phật phân tích tâm rất là hay. Có những tâm biết phục thiện và những tâm không hề biết phục thiện. Mà cái tâm biết phục thiện Phật gọi là tâm thiện. Còn tâm không tàm, không quý gọi là tâm bất thiện. Và thường ngày chúng ta sống tùy theo mỗi cái tâm này mà chúng ta trở thành một con người như thế nào đó. Cho nên trước kia mình lỡ mình theo bạn xấu, làm tổn hại đến những người thương mình. Nay mình nhận chân ra được điều đó, mình muốn ân, mình thấy mình ân hận. Nhưng đừng có để cái ân hận nó dừng ngay đó. Nếu mà ân hận mà dừng ngay đó để rồi mình buông trôi cuộc đời, mình khổ lụy cuộc đời, Phật gọi cái này là gì? Đây là một trong những tâm mà chướng ngại đường tu, gọi là ân hận. Có nhiều người nói, ủa, trong năm cái gọi là ngũ cái, có một cái gọi là hối hận. Hối hận là tốt chứ tại sao lại là chướng ngại? Vì chỉ biết ân hận mà không biết làm gì để phục thiện ân hận mình. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy cái bình hoa này nó trật mà mình không chịu sửa. Thí dụ vậy, mình biết cái chén này nó dơ mà không chịu rửa. Mình biết cái ghế này để méo mình không chịu chỉnh. Thì mình chỉ biết cái sai mà không chỉnh cái sai thì cái này không được. Phải không? Cho nên trong cuộc đời á, tâm phục thiện là tốt. Ân hận là tốt, nhưng đừng có ân hận vậy rồi buông xuôi. Ví dụ như
Lỡ hồi nhỏ, hồi trẻ mình không biết thương cha mẹ, giờ cha mẹ chết rồi mình hối hận quá. Tốt, có tâm ân hận là tốt. Nhưng đừng buông trôi cuộc đời. Thôi tôi bây giờ, cuộc đời tôi là nhất định đọa địa ngục thôi, vì tôi lỡ bất hiếu với cha mẹ. Bây giờ tôi không còn cha mẹ, tôi chưa chăm sóc. Buông trôi cuộc đời, sống lũy như vậy không đúng. Mình phải thấy rằng cha mẹ không mong gì hơn là cái cách sống tốt của mình. Ngày xưa không biết nghe lời cha mẹ, giờ biết nghe rồi sống trở lại. Cha mẹ có ở đâu, cha mẹ cũng tùy hỷ với mình. Cái này hoặc nhìn sâu nữa, ba mẹ đang trong tôi. 50% của cha, 50% của mẹ đang trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta sống lành mạnh trở lại thì cha mẹ đang sống với mình. Cha mẹ không còn bị hạn hẹp trong một hình hài nữa, mà cha mẹ đang luân lưu và chuyển hóa trong tất cả con cháu của mình nữa. Cái đó là cái nhìn tương quan, tương duyên, tương tức để chúng ta sống hội nhập và sống tiến bộ. Cái đó mới là tốt. Cho nên vị Phật tử này có tâm thiện là bất tâm phục thiện là tốt. Thì bây giờ làm gì? Mình hãy cố gắng làm lành lại. Bằng cách nào? Không cần mình phải dồn dã, không cần. Cứ trở về với mọi người, nhẹ nhàng với mọi người, tự những sự rạn nứt đó nó sẽ nứt lại. Xin thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình, cơ thể của chúng ta đôi khi nó có khả năng nó tự lành. Ví dụ đứt tay, chỉ cần rửa cái vết thương đó, băng bó nó lại thôi, tự động nó da non nó liền lại, vài ngày sau da mình nó tự lành. Lỡ té gãy xương, có thuốc nào tiêm vô xương làm cho xương nó liền không? Đa phần là sao? Bác sĩ biểu phải dưỡng, phải nằm yên, phải bớt đi đứng để làm gì? Xương nó tự recover nó lại. Mình có những cái khả năng tự chữa vết lành trong sự giao tiếp đời sống hàng ngày. Nè, Pháp Hòa ví dụ nha, sống chung với nhau lỡ mà lớn tiếng rầy rà với nhau rồi á, đôi khi què rồi đâu cần nói xin lỗi, đâu cần gì, giả lả nói chuyện mời ăn cơm rồi nói chuyện bình thường, tự nhiên nó làm lành trở lại à. Cuộc sống nhiều khi nó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Cho nên đây là một cái tình bạn đạo tốt. Khi mình đã tổn thương người ta thì hãy sống lành trở lại để cho cái tình bạn này nó có mặt. Và quý vị nhớ rằng Đức Phật dạy mình có 7 điểm để chúng ta có thể nhận diện một người bạn tốt. Trong đó có một loại bạn là gì? Biết khuyên mình bỏ ác làm lành, dám mạnh dạn chỉ trích những sai lầm của mình. Dù khó khăn cỡ nào, bạn đó vẫn không bỏ mình. Đó, đó là những tiêu chuẩn ha. Đó là những tiêu chuẩn để chúng ta nhận định một người đó là một người bạn tốt. Đức Phật gọi cái đó là gì biết không? 7 thiện sự của một người bạn. Thiện hữu thất sự. 7 điểm, 7 việc mà mình nhận diện đây là một người bạn tốt. Nghèo khó không bỏ nhau, dám chỉ cái lỗi cho nhau, nhẫn được mình những điều khó nhẫn. Nhiều khi mình nói người ta tức chết luôn được á. Gặp mình là mình đã nghỉ chơi mà người đó vẫn chơi với mình. Đó là một bạn tốt. Đức Phật gọi vậy đó, 7 người, 7 cái điểm như vậy đó, mà dám chỉ mình những cái sai lầm, mà không bỏ mình, và chẳng những thấy mình làm sai mà còn khuyên lơn chỉ dẫn cho mình cái thiện nữa. Con thích đi du lịch, như vậy có được coi là nghiệp không? Và nếu thường xuyên đi chơi như vậy có làm giảm phước không? Xin thầy chỉ bảo. Nếu là nghiệp thì khi con chết đi, có phải nghiệp này dẫn dắt con đi khắp nơi trong vũ trụ bao la này phải không? Dạ không, giống như cái bài hát nếu là chim tôi sẽ là một loài chim gì nữa ha. Thưa đại chúng á, cái gì mình làm thành một thói quen đều gọi là nghiệp.
Vậy thì mình đi chơi, mình thích đi chơi cũng là một dạng nghiệp, nhưng mà nghiệp đi chơi. Mà đi chơi này tiền của ai? Tiền của mình, thì không gọi là ác nghiệp. Trừ khi nào mình đi chơm của người ta mình chơi thì cái này là nghiệp xấu, phải không? Cho nên cũng bố thí cũng vậy thôi. Bố thí cũng vậy. Phật dạy trong kinh nè, nếu như mà mình lấy của người khác thì mình cho đó, thì cái này cho nhiều mà phước ít. Tại vì mình lấy của người ta mình cho mà, phải không? Nhưng mà ngược lại á, nếu mình đem tất cả tình thương và khả năng mình cho, dù rất ít nhưng mà cho bằng tình thương, Phật gọi cái này gọi là cho ít mà phước nhiều. Rồi trường hợp nữa là gì? Cho nhiều mà phước nhiều, là mình có của và mình có tâm. Nhưng mà có những cái trường hợp là mình cho nhiều mà chẳng có phước gì hết. Tại vì sao? Tại vì mình cho người ta mà không có trí tuệ để cho. Mình biết rõ người đó cờ bạc mà vẫn cứ cho, thì mình cũng cứ cho, tùy của mình. Nhưng mà mình biết nếu phước không có rồi đó, nếu mà mình vô tình á, người đời mà một thời gian nào mình không cung ứng nữa, họ sẽ nghiện nặng hơn, họ sẽ đi tới ăn cắp. Ăn cắp nghĩa là ai để sẵn họ lấy, lâu ngày người ta sợ quá, người ta giấu hết, họ sẽ đi lên tới ăn trộm. Tại vì ăn cắp là ai để sẵn lấy, ăn trộm là phải rình mới lấy, phải không? Rồi bởi vì mình người ta để hở thì họ lấy, gọi là cắp. Bây giờ người ta sợ quá, người ta giấu kỹ quá, thì họ phải rình rập, họ tìm, họ lấy, kêu ăn trộm. Một ngày nào nữa trộm cũng không còn, cắp cũng không còn, thì họ ăn cướp, đi cướp nhà bán. Thí dụ vậy, giật dọc của người ta ngoài đường. Rồi cuối cùng họ đi đến người thân, họ mượn tiền, họ lường gạt, họ không trả, kêu ăn quỵt. Vậy thì cái này gọi là cho nhiều mà không có phước. Nghiệp là khi nào mình tạo tác thành thuần thục nhưng với tâm xấu, hành động xấu, mà nó có tác duyên bởi những cái khác vào. Cái thứ hai, khi mình đi chơi, mình du lịch, đó là cái quyền tự do của mình và tiền bạc của mình. Tuy nhiên, đây là chỗ mình tạo phước nè. Dù mình có trả những cái tiền service, nhưng đừng phung phí nếu không cần thiết. Ví dụ mình đi vô một cái resort, mình trả tiền một cái package, đi vô nhà hàng nào cũng được quyền ăn, nhưng hãy ăn những gì mình cần, đừng lấy nhiều để phung phí. Chính cái phung phí này mình sẽ bị mất phước. Thế thôi. Như vậy thì trong cái quá trình có phước của mình đó, nếu không đủ chánh niệm thì phước này cũng dễ bị giảm đi. Cho nên mình có phước á, thì gọi là dùng phước, xài phước, nhưng mà không khéo thì hao phước, tổn phước, rồi cuối cùng là mất phước. Thôi câu hỏi nữa rồi mình nghĩ nha. Câu hỏi này cuối cùng thôi. Kính thưa Thầy, thật là hạnh phúc cho Phật tử chúng con khi được đại nguyện duyên lành, đại duyên lành nghe giảng pháp quá hay và vi diệu từ vị Thầy đó, và đã làm cho chúng con được hoan hỷ và an lạc. Thầy ơi, có từ mỹ ngữ nào trong nhà Phật để chúng con được tán thán vị Thầy đó cũng như chúng con tỏ lòng biết ơn không? Em không biết vị này là ai, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị muốn tán thán một vị thầy nào đó cũng không cần phải tán thán. Nếu có tán thán chỉ có mình thôi. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng sẽ tán thán vị thầy này bằng hay hơn nữa, sống theo lời thầy đã dẫn dắt. Rồi mình sống đẹp phải không? Một người thấy mình sống đẹp tán thán: "Chôi cha ơi, ông thầy mô mà hay quả." Cảm họa được cái vị ní. Mình sống được như vậy, một người thấy được, hai người thấy được, ngàn người thấy được, tán thán vị Phật tử đó là ngàn người tán thán thầy. Mà nếu mình có gặp thầy: "Thầy ơi, con thương thầy quả, con thịt thầy quả, thầy giảng hay quả." Con mình thôi, cứ tu đi, cứ sống theo lời thầy đi, thì nhất định không phải một lời tán thán mà ngàn lời tán thán.
Cho nên Đức Phật dạy, không phải mình làm cái điều gì mà người ta ngợi khen. Tại vì trên cuộc đời này á, tất cả những lời tán thán nó cũng chỉ là tán thán thôi. Bây giờ muốn tán thán hay nhất là sống theo lời Phật. Cho nên cuối cùng, ngày xưa có một vị thầy, do Đức Phật đi thuyết pháp lâu ngày trở về, đua nhau đi xuống núi đón Phật. Duy có một vị ngồi thiền ở trên núi, thì vị kia bước ra bạch Đức Thế Tôn: hôm nay con rất hân hạnh được làm người đón Đức Thế Tôn đầu tiên sau chuyến đi trở về. Đức Phật chỉ vị thầy đang ngồi thiền: vị thầy này là người đón tôi đầu tiên nhất, không phải các thầy. Tại vì sao? Các thầy bon chen đi đón, nhưng mà vị này đang ngồi nhà đây hành thiền, vị này đón tôi. Thì cũng như vậy, không phải là mình làm cái gì cao siêu đâu, cứ lo tu tập là cách đền ơn Phật hay nhất, trả công ơn của thầy mình hay nhất. Cho nên Pháp Hòa nói với quý thầy, niềm vui nhất của thầy, món quà nhất lớn nhất của thầy là khi thầy thấy sư huynh đệ thương nhau, sư huynh thương sư đệ. Tại vì ở bên chùa bển á, mỗi lần sinh nhật của một thầy nào á, thì các thầy sẽ nhớ ngày và đi mua bánh tổ chức sinh nhật cho nhau. Và một cách đơn giản là trong một buổi cơm chiều, đem cái bánh ra và tuyên bố là hôm nay sinh nhật của em đó, và mời em đó cắt bánh, rồi mọi người chúc mừng đại khái trong một bữa ăn bình thường. Nhưng nó là cái tình huynh đệ với nhau. Vừa rồi sư huynh lớn mua cái bánh cho một sư đệ nhỏ, mà bữa đó ở trên Tây Thiên đường rất xa, nhưng mà sư huynh vẫn nhớ ngày đó, chạy đi mua cái bánh. Và tối lại Pháp Hòa gửi cho sư huynh một cái tin nhắn: hôm nay thầy rất vui vì con đã đi mua cái bánh cho sư em con. Và cái bánh sinh nhật đó không phải là cho sư đệ đó không, mà còn cho cả các em và nhất là thầy. Và các con cứ nhớ một điều là món quà lớn nhất để tặng cho thầy mỗi ngày đó là tình huynh đệ. Và không có gì quý hơn sư đệ sư huynh biết thương nhau. Và khi đi ngồi trên xe chung, Pháp Hòa hay dạy các thầy: các con phải biết nhận diện những cái đẹp, cái hay của mỗi huynh đệ, để chúng ta khai thác, chúng ta nhờ vả. Một người biết làm đạo, muốn làm việc là phải như vậy. Biết cái hay của mọi người để chúng ta làm gì? Chúng ta mời họ đi vào trong công việc. Đó là cách tốt nhất. Thôi, mình hết giờ. Còn hai câu nữa, mai Pháp Hòa trả lời. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân chút xíu cho khỏe. Dạ, con thưa Phật, là thành chúng con phản biện với Đức Thầy gần 2 tiếng từ mùa đông qua, mà Thầy đã đem hết những tình thương, lòng từ bi để giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc trong cuộc sống của chúng con, để chúng con có thể giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống. Chúng con xin ghi nhớ thành tình và xin chúc Thầy. Oh, wow.